Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Lại sắp cuối tuần nữa rồi và chiều ngày mai Lộc với Loan sẽ có một cái buổi livestream nhỏ nhỏ để gặp gỡ quý vị. Quý vị hãy yêu cầu những bài hát về Giáng sinh, Lộc với Loan sẽ cố gắng hát tặng cho quý vị. Tính từ Nevada, giáo viên gốc Việt giúp cho học sinh giờ được tài trợ 200.000 đô la cho dự án đam mê. Một luật mới của liên bang yêu cầu hạt mè phải được liệt kê là chất gây dị ứng trên nhãn thực phẩm, đang gây ra một hậu quả không mong muốn. Thương vụ bán nhà đương hữu ở Mỹ giảm 35,4% so với năm trước, ở California giảm 47,7%. Cướp nhiều doanh nghiệp ở Orange County, California, một cư dân ở Riverside County đã bị bắt. Dân biểu liên bang từ New York mới đắc cử George Santos bị tố cáo bị đặt nhiều điều. Tính từ Denver, một nam y tá gây mê, lạm dụng, chụp ảnh quay phim hàng trăm bệnh nhân trong 10 năm qua, giữ hơn 700.000 tấm hình nhạy cảm trong phone. Ủy ban ngày 6 tháng 1 công bố biên bản thẩm vấn 34 nhân chứng đầu tiên. Thượng nghị sĩ Sinema công bố kế hoạch dẫn đầu chuyến đi lưỡng đảng tới biên giới Hoa Kỳ. Mỹ bắt đầu mua lại dầu mỏ cho kho dự trữ chiến lược. Tiểu bang Arizona dỡ bỏ bức tường container ở biên giới Mexico. Đồng đô la suy yếu, giá vàng bật tăng trở lại cao nhất 6 tháng qua và dầu thô tăng 4 phiên. Tin từ Úc Châu, 3 công dân Trung Quốc đã bị buộc tội đánh cắp dữ liệu từ Spotify, Netflix và Optics. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng viện trợ Mỹ là đầu tư, không phải là từ thiện. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga bốc cháy, quân Ukraine pháo kích vào Donetsk, làm bị thương cựu tổng giám đốc Sở Vũ trụ Nga. Trung Quốc khẳng định không lập đồn cảnh sát nào ở nước ngoài. Tin Việt Nam, hãng Apple sắp sản xuất MacBook ở Việt Nam trong cố gắng rời khỏi Trung Quốc. Thưa quý vị, tin đầu tiên chiều ngày hôm nay, tin từ Nevada, giáo viên gốc Việt giúp cho học sinh giờ được tài trợ 200.000 đô la cho dự án đam mê. Một giáo viên trường trung học Sunrise Mountain, Ben Nguyễn, đã nảy ra một ý tưởng cách đây 5 năm là xây dựng cổng thông tin điện tử để giới thiệu các công việc địa phương theo cách dễ hiểu cho học sinh. Bây giờ thì anh ấy có 200.000 đô la để theo đuổi dự án đam mê của mình. Anh Nguyễn là một trong 3 người chiến thắng trong cuộc thi The Big Idea Challenge. An Education Innovation Contest là một chương trình thách thức ý tưởng lớn, cuộc thi đổi mới về giáo dục. Do Andre Agassi Foundation for Education công bố vào ngày thứ hai, các ứng viên được mời trả lời một câu hỏi. Ai ngoài đó có ý tưởng có thể đưa bối cảnh giáo dục của Nevada lên một tầm cao mới? Nguyễn đã nói với tờ Las Vegas Review Journal rằng việc nhận được tài trợ là một bất ngờ rất vui mừng và sẽ cho phép anh theo đuổi được ước mơ của mình. Một luật mới của liên bang yêu cầu hạt mè phải được liệt kê là chất gây dị ứng trên nhãn thực phẩm, đang gây ra một hậu quả không mong muốn. Các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm cho biết, các yêu cầu nghiêm ngặt đến mức nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là những người làm bánh, thấy việc thêm mè vào sản phẩm và dán nhãn sản phẩm là có mè, đơn giản và ít tốn kém hơn là cố gắng để bánh tránh xa các loại thực phẩm hoặc có thiết bị có mè. Do đó, nhiều công ty, kể cả những chuỗi nhà hàng của quốc gia như Olive Garden, Wendy's, Chick-fil-A và các nhà sản xuất bánh mì có bày bán trên kệ hàng và phục vụ ở trường học đang thêm mè vào các sản phẩm mà trước đây họ không hề có. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 yêu cầu tất cả các loại thực phẩm được sản xuất và bán ở Mỹ phải được dán nhãn nếu chúng có chứa mè, hiện là chất gây dị ứng đứng thứ 9 ở Mỹ. Hơn 1,6 triệu người ở Mỹ đã bị dị ứng với mè, một số nghiêm trọng đến mức họ phải chích thuốc epinephrine. Thương vụ bán nhà đương hữu ở Mỹ giảm 35,4% so với năm trước, ở California giảm 47,7%. Thương vụ bán nhà đương hữu ở Hoa Kỳ tiếp tục trượt dốc và California đã chứng kiến một số vụ sụt giảm lớn nhất trên toàn quốc. Dữ liệu do National Association of Realtors đã công bố vào ngày thứ Tư cho thấy thương vụ bán nhà trên toàn quốc giảm 7,7% từ tháng 10 đến tháng 11 và giảm 35,4% so với năm trước. Tháng 11 năm 2022 là tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Tại California, thương vụ bán nhà đương hữu đạt tổng cộng 237.740 trong tháng 11, giảm 13,2% so với tháng 10 và giảm 47,7% so với một năm trước, theo NRA. Theo thống kê bán nhà đương hữu tháng 11 năm 2022 so với tháng 10 năm 2022, tại miền Nam California giảm 46,9%,
tại vùng vịnh San Francisco giảm 43%. Cướp nhiều doanh nghiệp ở Orange County, California, một cư dân ở Riverside County đã bị bắt. Một cư dân Riverside County bị bắt vào ngày thứ Tư 21 tháng 12 vì bị nghi ngờ dùng vũ khí để cướp nhiều doanh nghiệp ở Orange County trong tháng 11. Theo Bộ Tư pháp, bị can có tên George Harrison, 27 tuổi, cư dân Corona, bị truy tố tội ăn cướp và tội dùng súng để phạm tội. Bị can ra tòa lần đầu vào ngày thứ Năm 22 tháng 12 tại tòa khu vực ở Santa Ana. Đơn kiện cho biết, bị can Harrison đã cướp 3 nhà hàng ở Santa Ana vào ngày 1 tháng Giêng, sau đó định cướp thêm 2 nhà hàng nữa, lấy tổng số tiền là $1,200. Trong những vụ cướp đó, bị can đã chĩa súng lục vào nhân viên của các nhà hàng kêu họ đưa tiền. Vào ngày 8 tháng 11, bị can Harrison cướp 2 nhà hàng bên cạnh nhau ở Garden Grove cũng dùng súng lục để đe dọa nhân viên. Và chỉ 15 phút sau hai vụ cướp ở Garden Grove, bị can lại cướp một nhà hàng, một tiệm hớt tóc và một tiệm 7-Eleven trong cùng một block đường ở Westminster. Các cảnh sát viên đã đến những nơi bị cướp ở Westminster và phát hiện một áo lạnh và mũ đen cùng với mặt nạ của bị can. Họ cũng đã tìm được một khẩu súng lục bị can bỏ lại gần hiện trường. Đơn kiện cho biết là video từ các camera an ninh cho thấy bị can mặc những quần áo mà cảnh sát đã tìm được khi mà cướp các doanh nghiệp ở Westminster. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tổ chức chống rượu, thuốc và chất nổ cùng đội chống bạo lực Orange County đã điều tra vụ cướp này. Hai tổ chức đó đã hợp tác với các sở cảnh sát địa phương như Santa Ana, Garden Grove và Westminster để bắt giữ nghi can George Harrison. Nếu bị kết tội hết mọi tội danh, bị can Harrison sẽ nhận bản án 20 năm trong nhà tù liên bang cho tội ăn cướp, thêm 7 năm cho tội dùng súng để phạm tội, tổng cộng là 27 năm tù. Dân biểu liên bang từ New York mới đắc cử George Santos bị tố cáo bịa đặt nhiều điều. Về vụ tố cáo bịa đặt, trong đó có chuyện ông bà Do Thái của ông đã chạy trốn khỏi châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Hóa ra ông bà ngoại của ông ta đều sinh ra ở Brazil, theo các trang web phả hệ được hãng tin Do Thái Forward đưa tin. Trên trang web tranh cử của mình, Santos, người sẽ đại diện cho khu vực quốc hội thứ ba của New York, nói ông bà Do Thái của ông đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp người Do Thái ở Ukraine, định cư ở Mỹ và một lần nữa chạy trốn khỏi cuộc đàn áp trong Thế chiến thứ hai. Tờ New York Times gần đây đã nêu chi tiết rất nhiều tuyên bố đáng ngờ khác mà Santos đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, bao gồm nói rằng 4 nạn nhân vụ xả súng ở hộp đêm Post làm việc tại công ty của ông, rằng công ty gia đình của ông sở hữu 13 bất động sản cho thuê và rằng ông đã leo lên hàng ngũ lãnh đạo tài chính thế giới tại Citigroup và Goldman Sachs. Cả hai công ty đều không có bất cứ hồ sơ nào về việc Santos từng làm việc cho họ. Và Santos dường như không sở hữu bất cứ tài sản địa ốc nào ở Mỹ. Trên thực tế, Santos đã bị kiện với tư cách là người thuê nhà vì không trả tiền thuê nhà đầy đủ. Tin từ Denver, một nam y tá gây mê, lạm dụng, chụp ảnh quay phim hàng trăm bệnh nhân trong 10 năm qua, giữ hơn 700.000 tấm hình nhạy cảm trong phone. Một vụ kiện tập thể do hãng luật Raythorpe Mohammed Hay LLC đệ trình vào ngày thứ Ba vạch ra nhiều năm bị cáo buộc tấn công tình dục đã được ghi lại và chụp ảnh trên điện thoại của một nam y tá tại bệnh viện St. Mary, SCL Health và Intermountain Healthcare. Y tá này tên là Christopher Lampros, 61 tuổi, bị cáo buộc đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục và hoặc chụp ảnh và quay phim khiêu dâm của bệnh nhân trong ít nhất 10 năm khi ông còn là y tá, chủ yếu ở đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Grand Junction, theo đài truyền hình KDVR ở Denver báo cáo. Dưới đây là một số điểm trong đơn kiện của bệnh viện. Bệnh viện đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng Lambros đã đánh thuốc mê, tấn công tình dục, chụp ảnh và quay phim khiêu dâm để thỏa mãn tình dục hàng trăm bệnh nhân, nếu không muốn nói là hàng ngàn bệnh nhân không đồng ý tại bệnh viện. Bệnh viện đã hoặc lẽ ra đã nhận thấy Lambros đã đánh thuốc mê và tấn công bệnh nhân trong tầm nhìn rõ ràng qua camera giám sát của bệnh viện. Trong quá trình điều tra thì khoảng 4 terabyte dữ liệu với hơn 700 tấm hình, bức ảnh trên điện thoại di động và 65.000 giờ video trên điện thoại di động đã được phát hiện từ điện thoại của Lambros liên quan đến các cáo buộc mà y đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục bệnh nhân tại bệnh viện. Lambros đã bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Ủy ban ngày 6 tháng 1 công bố biên bản thẩm vấn 34 nhân chứng đầu tiên. Hầu hết trong số nhân chứng đầu tiên, viện dẫn từ chứng án thứ 5 đối với hầu hết những câu hỏi từ các nhà điều tra. Sau khi Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra ngày 6 tháng 1,
năm 2021 vào ngày thứ Tư công bố biên bản thẩm vấn 34 nhân chứng. Trong số nhân chứng có biên bản lấy lời khai được công bố đợt này, có tạm quyền phụ tá Tổng trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận dân sự Jeffrey Clark, luật sư chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump là John Eastman, luật sư bảo thủ Jenna Ellis, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Roger Stone, nhà sáng lập Oathkeeper Stewart Ross, chủ tịch Proud Boy Enrique Tarrio, xứ ngôn viên phát thanh bảo thủ Alex Jones, chủ tịch đảng Cộng hòa Arizona Kelly Ward và người chủ trương da trắng thượng đẳng Nick Fuentes. Việc công bố biên bản diễn ra cùng ngày ủy ban đầu dự tính công khai báo cáo đầy đủ. Nhưng vào chiều ngày thứ Tư, các nhà lập pháp điều tra thông báo sẽ hoãn việc này sang thứ Năm. Hiện chưa rõ lý do vì sao, nhưng thay đổi diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine có bài phát biểu trong phiên họp chung của lưỡng viện. Đa số nhân chứng có biên bản thẩm vấn được công bố vào thứ Tư, viện dẫn tu chính án thứ Năm trong suốt phiên điều trần lấy lời khai. Một số nhân chứng như là Roger Stone, viện dẫn tu chính án thứ Năm đối với những câu hỏi căn bản như là tuổi tác của họ. Cũng trong ngày thứ Tư, một ủy ban gồm 5 dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người đã được đề cử phục vụ trong ủy ban ngày 6 tháng 1 trước khi lãnh đạo đảng Cộng hòa rút ra, cũng công bố một báo cáo, trong đó họ tập trung vào những lỗi an ninh liên quan đến cuộc bạo động ở điện Capitol. Thượng nghị sĩ Sinema công bố kế hoạch dẫn đầu chuyến đi lưỡng đảng tới biên giới Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema đang dự trù đưa một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng cùng tham gia một chuyến đi đến biên giới phía nam của Mỹ để họ có thể tận mắt chứng kiến cuộc khủng hoảng đang xảy ra. Một phần của vấn đề này là nhiều người ở Washington chưa bao giờ dành thời gian để thật sự tận mắt chứng kiến biên giới của chúng ta, bà Sinema đã nói trước Thượng viện vào ngày 20 tháng 12. Nếu không chứng kiến tất cả sự đa dạng và những thách thức của biên giới, thì người ta có thể dễ dàng dựa vào các luận điểm mang tính đảng phái thay vì tập trung vào các giải pháp thực tế có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao khi chúng ta trở lại Quốc hội vào tháng 1 tới, một trong những điều đầu tiên tôi sẽ làm cùng với Thượng nghị sĩ Tillis là triệu tập một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, những người sẵn sàng và cam kết hoàn thành một việc nào đó. Chúng tôi sẽ đưa họ đến biên giới, chúng ta sẽ chứng kiến những gì người dân Arizona chứng kiến mỗi ngày, bởi vì một cuộc khủng hoảng lớn như thế này thì không nên và không thể bỏ qua. Cố gắng của bà Sinema nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng biên giới diễn ra khi số phận chính sách biên giới đề 142 vốn được ban hành trong thời đại dịch COVID-19 đang bị treo lơ lửng. Chính sách này đã được dự kiến hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 12, nhưng tối cao pháp viện đã ra phán quyết vào ngày 19 tháng 12 để tạm hoãn lệnh bãi bỏ, sau khi 19 tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo nộp đơn khẩn cấp đề nghị một hành động như vậy. Vào ngày 20 tháng 12, chính phủ, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tối cao pháp viện ra phán quyết bất lợi cho những tiểu bang đã khởi tố lên pháp viện, nhưng yêu cầu giữ nguyên chính sách biên giới này cho đến ngày 27 tháng 12. Bà Sinema cho biết sự kết hợp giữa một biên giới không an toàn, một lực lượng tuần tra biên giới làm việc quá sức và thiếu nguồn lực, cùng với mức độ chưa từng thấy lượng người nhập cư trái phép. Đầu tháng này, bà đã tuyên bố rời đảng Dân Chủ và ghi danh là một thượng nghị sĩ độc lập. Mỹ bắt đầu mua lại dầu mỏ cho kho dự trữ chiến lược. Bộ Năng lượng của Mỹ DOE vào ngày thứ Sáu 16 tháng 12 loan báo họ sẽ bắt đầu mua lại dầu mỏ cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược SPR lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh rút kỷ lục 180 triệu thùng dầu. DOE sẽ mua đến 3 triệu thùng vào tháng 2 năm sau, một giới chức cao cấp cho phóng viên biết. Cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Joe Biden đã công bố bán 180 triệu thùng dầu từ SPR để chống giá xăng tăng vọt, làm lạm phát tăng theo sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Quyết định đó của Tổng thống Joe Biden khiến cho SPR chỉ còn khoảng 380 triệu thùng, ít nhất kể từ năm 1984 đến nay, khiến nhiều người lo lắng cho an ninh năng lượng của Mỹ. Chúng tôi sẽ công bố mời thầu để mua 3 triệu thùng dầu, giao vào tháng 2 của năm 2023, giới chức cho hay. DOE sẽ giao hợp đồng cho các công ty năng lượng hạn chót là ngày 13 tháng Giêng. Cách này sẽ chốt giá khi các công ty nộp thầu, giới chức đã nói thêm. Hồi tháng 10, thì Tòa Bạch Ốc đã loan báo sẽ mua lại dầu cho SPR khi giá dầu còn khoảng 67 đô la tới 72 đô la một thùng, thấp hơn đôi chút với giá dầu căn bản ở Mỹ vào ngày thứ Sáu tuần trước là 75 đô la một thùng. DOE cho hay việc mua lại dầu cho SPR với giá hiện nay là dịp tốt để làm lợi cho người dân Mỹ bằng cách mua lại dầu giá rẻ hơn là 96 đô la một thùng, giá trung bình lúc bán, 180 triệu thùng cũng như để củng cố an ninh năng lượng.
tiểu bang Arizona dỡ bỏ bức tường container ở biên giới Mexico. Sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden khởi kiện cáo buộc tiểu bang xâm phạm đất liên bang và hủy hoại môi trường, khiến cho tiểu bang Arizona phải đồng ý dỡ bỏ các container dựng lên ở biên giới với Mexico. Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án quận ở Arizona, các container sẽ được dỡ bỏ trước ngày 4 tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, tiểu bang cũng sẽ dỡ bỏ thiết bị, vật liệu, phương tiện và các đồ vật khác có liên quan. Khoảng hơn 125 container đã được sử dụng để lấp đầy các khoảng trống trong bức tường biên giới với Mexico tại khu vực Yuma. Thống đốc tiểu bang Doug Ducey đã chấp thuận xếp chồng hai containers lên nhau và phía bên trên có hàng rào cản gai. Phát ngôn viên CJ Caramartin cho biết, thống đốc đồng ý dỡ bỏ hàng trăm container vì các quan chức liên bang đang xây dựng hàng rào vĩnh viễn lấp khoảng trống trong bức tường biên giới hiện có. Ngay từ đầu, chúng tôi đã khẳng định container chỉ là chương trình tạm thời, ông nói. Chúng tôi sẽ vui vẻ loại bỏ container nếu chính phủ liên bang nghiêm túc và hành động bảo vệ biên giới. Hiện tại thì chúng tôi nhận thấy dấu hiệu họ đang nghiêm túc hơn trong vấn đề này. Việc làm này diễn ra sau cuộc tranh luận kéo dài hàng tháng về phương án bảo đảm an ninh biên giới. Và tuần trước thì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã kiện thống đốc Ducey và tiểu bang Arizona khi cáo buộc ông xây dựng trái phép trên đất liên bang, cũng như gây ảnh hưởng tới môi trường. Trước đó vào ngày 21 tháng 10, ông Ducey đã kiện các quan chức liên bang. Thống đốc đã khẳng định Arizona nắm quyền pháp lý với phần đất mà các container đặt trên đó, cũng như quyền theo hiến pháp bảo vệ cư dân khỏi nguy cơ, khủng hoảng hình sự và nhân đạo. Đồng đô la suy yếu, giá vàng bật tăng trở lại cao nhất 6 tháng qua và dầu thô tăng 4 phiên. Vàng đang ở mức giá trên 1.810 đô la một ounce, ở mức cao nhất trong 6 tháng vừa qua. Giá vàng hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la gần đây sau hành động chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ngoài ra, giá vàng tăng còn do kỳ vọng cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ vào năm tới có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ phải thay đổi chính sách sớm hơn dự kiến, khiến cho đồng đô la suy yếu. Các nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế để có hướng đi tiếp theo, đặc biệt là số liệu GDP của Mỹ trong quý 3 năm 2022 và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Trên thị trường giao dịch dầu thô tương lai, giá dầu đã bật tăng 4 phiên liên tiếp. Giá dầu thô bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tăng khi Trung Quốc mở cửa lại, trong khi nguồn cung cấp dầu co hẹp lại vì lý do mùa lễ. Số liệu gần đây nhất về dự trữ dầu thô của Mỹ cho thấy sự sụt giảm tới 5,89 triệu thùng vào tuần trước, nhiều hơn so với dự báo là chỉ giảm khoảng 1,66 triệu thùng dầu. Các loại năng lượng dự trữ khác của Mỹ như khí đốt, nhiên liệu máy bay cũng đã bị giảm. Số liệu xấu này đã thổi bay hy vọng phục hồi kinh tế và giảm lạm phát ở Mỹ, bởi vì các yếu tố địa chính trị khác đang diễn biến xấu, tất cả đều khiến cho nguồn cung cấp dầu thắt chặt như là sản lượng của khối OPEC Plus sẽ không đáp ứng mong muốn của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các đòn trừng phạt về dầu của G7 với Nga trong cuộc chiến Nga và Ukraine chưa nhìn thấy hồi kết. Các đường ống dẫn dầu khí tiếp tục bị phá hoại do chiến tranh và xung đột. Tin từ Úc Châu, ba công dân Trung Quốc đã bị buộc tội đánh cắp dữ liệu từ Spotify, Netflix và Optix. Ba công dân Trung Quốc ở Adelaide, thủ phủ và thành phố lớn nhất của tiểu bang miền Nam nước Úc đã bị buộc tội sử dụng dữ liệu bị rò rỉ bởi gã khổng lồ viễn thông Úc Optix để đánh cắp thông tin của khách hàng của Spotify, Netflix và Optix. Vào ngày 20 tháng 12, Shanley, 24 tuổi, phải đối mặt với 76 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc liên bang về tội âm mưu, mặc dù ban đầu anh ta bị buộc tội sử dụng danh tính của người khác để thực hiện hành vi tội phạm. Tờ Adelaide Now đã đưa tin vào ngày 21 tháng 12. Trong khi đó, thì Jane Renzon, 31 tuổi, và Jen Zhaoxin, 20 tuổi, bị buộc tội âm mưu và có thể phải đối mặt với hơn 12 năm tù giam. Jane cũng bị buộc tội tàn trữ trái phép, với hình phạt tối đa là 2 năm tù giam hoặc 6.700 đô la theo luật của Nam Úc. Theo báo cáo thì 1.500 người đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Ba người này đã nộp đơn xin tại ngoại tại tòa án sơ thẩm Port Adelaide. Họ vẫn đang bị giam giữ. Theo nhiều nguồn tin, công tố viên cảnh sát với Trump nói với tòa án rằng các cáo buộc trong trường hợp này là rất phức tạp và cáo buộc rửa tiền có thể lên tới hàng trăm ngàn đô la. Theo hồ sơ tòa án, cả ba người đã thực hiện vụ tấn công mạng vào tháng 11, chỉ 2 tháng sau khi công ty Optix bị tấn công mạng và làm lộ thông tin của hàng triệu người Úc trên Dark Web. Sự việc xảy ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt các cuộc tấn công mạng khiến nhiều tổ chức lớn bị rò rỉ đường dữ liệu khổng lồ.
bao gồm công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất của Úc là Medibank, công ty năng lượng Energy Australia, chợ khổng lồ Woolworths cũng như Bộ Quốc phòng Úc. Vào ngày 23 tháng 9, một hacker bị cáo buộc tên là Optus Data đã thông báo trên Bridge Forums, một diễn đàn cộng đồng hack web tối, rằng họ đã lấy được 11,2 triệu thông tin chi tiết của khách hàng của Optus và 3,66 triệu số giấy phép lái xe. Những tin tặc đã phát hành hai lô mẫu, mỗi lô chứa hồ sơ của 100 khách hàng hiện tại và trước đây của Optus, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thông tin cho đến khi Optus phải trả cho họ $1 triệu. Dữ liệu cũng bao gồm các địa chỉ email của Bộ Quốc phòng Úc, Văn phòng Thủ tướng và Nội các. Tuy nhiên, những kẻ được cho là thực hiện vụ tấn công mạng sau đó đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công, xóa bài đăng của họ và tuyên bố rằng họ cũng đã xóa bản sao duy nhất của dữ liệu Optus. Có quá nhiều lo ngại, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cho bất cứ ai. Chúng tôi không thể làm điều này ngay cả khi chúng tôi muốn. Đích thân xóa dữ liệu và họ thông báo trên mạng. Tôi xin lỗi 10.200 người Úc đã bị rò rỉ dữ liệu. Úc không kiếm lợi từ gian lận, điều đó có thể kiểm chứng được đối với 10.200 người Úc. Nhưng không phải phần còn lại của dân số, tôi xin thành thật xin lỗi. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng viện trợ Mỹ là đầu tư, không phải là từ thiện. Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng thuyết phục Quốc hội Mỹ không chùn bước, khẳng định viện trợ của Mỹ là khoản đầu tư cho an ninh và dân chủ toàn cầu chứ không phải là từ thiện. Tối ngày 21 tháng 12, Tổng thống Ukraine đã đến tòa nhà Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm đang thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Tổng thống đã dành lời cảm ơn nước Mỹ vì đã là bên viện trợ tốt cho Ukraine trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định khoản viện trợ quân sự của Mỹ tổng cộng 21,3 tỷ đô la kể từ tháng 2 đã giúp Ukraine đạt những bước tiến trên chiến trường. Và trong khi gửi lời cảm ơn đến Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng nói với các nghị sĩ Mỹ rằng tiền của các vị không phải từ thiện. Ông khẳng định thế giới đang liên kết và phụ thuộc quá nhiều vào nhau và không cho phép ai đó có thể đứng sang một bên và cảm thấy an toàn khi có một cuộc chiến đang tiếp diễn. Hai nước chúng ta là đồng minh trong cuộc chiến này. Vào năm sau sẽ là thời điểm bước ngoặt. Tôi biết điều đó. Đó là thời điểm mà lòng can đảm của người Ukraine và sự quyết tâm của người Mỹ phải bảo đảm cho tương lai, cho sự tự do chung của chúng ta, sự tự do cho nhân dân, những người đại diện cho giá trị của họ. Đó là khoản đầu tư vào an ninh và dân chủ toàn cầu mà chúng tôi sử dụng theo cách có trách nhiệm nhất, ông Zelensky đã nhấn mạnh. Theo một đài truyền hình thì trong chuyến đi này, ông cũng kỳ vọng sẽ nhận cam kết giúp đỡ mạnh mẽ từ Mỹ. Ngoài ra thì Quốc hội cũng đã lên kế hoạch bỏ phiếu cho gói chi tiêu mới, bao gồm một khoản bổ sung 45 tỷ đô la viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Nhưng theo nhận xét của AP, bất kể việc hỗ trợ cho Ukraine được cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số đảng Cộng hòa tại Thượng viện là Mitch McConnell ca ngợi là phục vụ cho lợi ích cốt lõi của Mỹ, sự thống nhất lưỡng đảng về Ukraine cũng bắt đầu rạn nứt. Theo lời Thượng nghị sĩ Rick Scott, tiểu bang Florida, vào ngày 21 tháng 12 nói rằng không thể nói chỉ sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Hiện nay câu hỏi được đặt ra là liệu Quốc hội Mỹ vốn có sự chia rẽ về tình hình Ukraine và cả công chúng Mỹ sẽ kiên nhẫn tới đâu với một cuộc chiến không có kết cục rõ ràng và đang tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga bốc cháy, quân Ukraine pháo kích vào Donetsk làm bị thương cựu tổng giám đốc Sở Vũ trụ Nga. Một đám cháy đã bùng phát trên hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga vào ngày thứ Năm, khiến khoảng 20 người trên tàu phải di tản. Theo truyền thông nhà nước Nga, tàu tuần dương hạng nặng có tên Admiral Kuznetsov đang được sửa chữa ở Murmansk, Tây Bắc của nước Nga vào thời điểm cháy. Giám đốc công ty United Shipbuilding Corporation là Alexei Radmanov nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng hệ thống kiểm soát thiệt hại của con tàu đã được mở ngay lập tức và không có thiệt hại nào. Lính cấp cứu địa phương cho biết không có ai bị thương trong vụ cháy này. Tin này đưa ra sau một vụ hỏa hạn khác trên tàu Admiral Kuznetsov vào hồi năm 2019, khiến cho hai người thiệt mạng và hơn một chục người bị thương trong quá trình tái trang bị tại một ụ nổi. Con tàu cũng bị hư hại vào năm 2018 khi một ụ nổi bị chìm và một trong những cần cẩu của nó bị rơi xuống sàn đáp của con tàu. Cựu tổng giám đốc của Trung tâm Vũ trụ Nga Roscosmos, Dmitry Gorozin, đã bị thương trong một cuộc pháo kích vào khu vực Donetsk, theo phụ tá của ông đã nói với RIA Novosti vào hôm thứ Năm. Ở ngoại ô Donetsk, một khách sạn đã bị pháo kích, trong đó có một nhóm cố vấn quân sự, bao gồm cả Dmitry Rogozin, đã cư ngụ trong những tháng gần đây. Ông nói rằng ông Rogozin đã bị thương ở lưng
và đã nhập viện, hiện tại không nguy kịch. Trung Quốc khẳng định không lập đồn cảnh sát nào ở nước ngoài. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, theo hãng tin Reuters. Vào tuần này, Bộ Ngoại giao của Đại Hàn xác nhận Seoul đang điều tra thông tin về sự hiện diện của một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc ở Đại Hàn. Chúng tôi đang liên lạc với những nơi liên quan về vấn đề này, một quan chức của Bộ Ngoại giao Đại Hàn nói vào ngày 20 tháng 12. Trước đó, vào tháng 11, Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin đang quản lý các đồn cảnh sát trên đất Mỹ sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Christopher Wray cho biết ông rất lo ngại về các đồn cảnh sát trái phép có liên quan đến các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh. Vào hồi tháng 9, Safeguard Defenders, một tổ chức quyền con người có trụ sở tại châu Âu, đã công bố báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục trạm dịch vụ của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có cả New York. Phát biểu trước một phiên điều trần vào Thượng viện Mỹ vào hồi tháng 11, Giám đốc FBI Christopher Wray đã khẳng định việc chính phủ Trung Quốc cố gắng thiết lập sự hiện diện của cảnh sát tại Mỹ là điều đáng phẫn nộ, đồng thời cho rằng đây là hành vi vi phạm chủ quyền, phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn. Đại sứ quán của Trung Quốc tại Washington đã thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng cho biết chúng không phải là đồn cảnh sát hay là trung tâm dịch vụ cảnh sát. Họ giúp đỡ các công dân Trung Quốc ở nước ngoài, những người cần trợ giúp truy cập vào nền tảng dịch vụ trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe và nhận các cuộc kiểm tra thể chất cho việc gia hạn này. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ đã trả lời với hãng tin Reuters vào hồi tháng 11. Tin Việt Nam, hãng Apple sắp sản xuất MacBook ở Việt Nam trong cố gắng rời khỏi Trung Quốc. Theo tin từ Nikkei, tập đoàn của Mỹ sẽ bắt đầu sản xuất MacBook ở Việt Nam vào năm tới. Apple sẽ bắt đầu sản xuất một số máy tính MacBook tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm sau, trong khi tập đoàn công nghệ này đang tiếp tục dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc. Theo tin Nikkei Asia, hành động này được xem là phản ánh cố gắng mở rộng sản xuất của gã khổng lồ công nghệ ra ngoài Trung Quốc, trong khi phải vật lộn với những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến việc phong tỏa do COVID-19. Apple đã đàm phán vào hồi tháng 8 để di chuyển một số hoạt động sản xuất Apple Watch, MacBook và HomePod sang Việt Nam. Giờ đây, đối tác lắp ráp công ty là Foxconn đã có thể bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam sau tháng 5, theo Nikkei Asia. Cũng theo Nikkei Asia cho biết, Apple sản xuất khoảng 20-24 triệu chiếc MacBook mỗi năm tại các nhà máy đặt ở Thành Đô và Thượng Hải của Trung Quốc. Tạp chí bằng tiếng Anh của Nhật Bản còn nói rằng Apple đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong 2 năm qua, thậm chí đã thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Việt Nam. Sau khi dịch chuyển dây chuyền sản xuất, toàn bộ sản phẩm chính của Apple về cơ bản có một số địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Một nguồn tin không được nêu danh tính có thông tin trực tiếp về vấn đề này đã nói với Nikkei Asia. Trong nhiều thập niên qua, hãng lắp ráp ở Trung Quốc được xem là quan trọng nhất của Apple. Nhưng tập đoàn Apple đã vấp phải những thách thức được xem là khủng hoảng trong hoạt động của họ ở Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin chính đã xong, bây giờ là phần giải trí. Thế giới này thật bao la, tin tức cập nhật cho ta mỗi ngày, tin vui hạnh phúc tràn đầy, tin buồn thất vọng bủa vây tứ bề. Đừng bi quan, chớ não nề, đón nghe tin phụ, tràn trề niềm vui. Cười lên, quên khổ, bạn ơi. Cảm ơn cô Cúc Tôn. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, ngày hôm nay Long muốn gì đây? Hả? Ngày hôm nay Long muốn gì? Thử thách đi, đố đi. Đố nữa hả? Đố, đố thì đố. Mình là câu đố đầy, trong người đầy, xuất khẩu thành đố. Ta hồi xưa ta nói xuất khẩu thành thơ, còn Lộc là xuất khẩu thành đố. Đầy hết mà lâu lâu bị người ta đố ngược lại bí. Thì phải vậy thôi, đâu phải là ai cũng giỏi đâu. Rồi đó đi. Rồi, đố hôm nay đố thơ nha. Dạ. Thân em thì nhỏ tí ti, các bà, các chị, các dì đều thương. Em đi, em lại bốn phương, dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi. Tấm thân hiến trọn cho người, sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công. Đó là cái gì?
Trời ơi, đó là cái gì vậy? Ừ. Mà sao nhiều quá vậy? Ừ, thì đó, thân em thì nhỏ tí ti, các bà, các chị, các dì đều thương. Em đi, em lại bốn phương, dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi. Tấm thân hiến trọn cho người, sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công. Đó là các bà các chị cái thứ thương. Gì cái đó để làm gì? Cái này để làm chi ta? Giúp cho đời. nó nghiêng về cái gì quá, nó trừu tượng quá, làm sao mà nghĩ ra nổi cái gì? Nó nghiêng về tình cảm. Là cái gì mà nghiêng về tình cảm hả? Tôi đang đánh lạc hướng mà. Giúp cho đời. Ừ. À, giúp cho đời để mà em làm nên cho đời được một cái gì đó, phải không? Mà các chị, các bà đều yêu thương. Thì không biết nữa, cái đó là cái gì? Em đi nhiều nơi, lách luồng ngang dọc. Em này nguy hiểm quá, luồng lách dữ quá. À, mà luồng lách quá mà mấy chị mấy bà thương mới ngộ ha. Ừ. Làm giống gì như ta? Giống như làm những cái lưỡi vậy đó. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo đó. Hồi khó quá, thua. Thua hả? Ừ. Trời ơi, nhiều cái này chữ quá à, không hiểu nổi luôn á. Cái này Lon sử dụng hoài Lon không nhớ hả? Là gì? Là cây kim á. Em nhỏ tí ti. À, em nhỏ tí ti mà các chị, các cô đều thương. Em đi em lại bốn thương. Nè, dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi. Đó, thì cầm cái kim lách luồn nhiều nơi. Ừ. Thì đó, đó là cây kim. Tấm thân hiến trọn cho người, sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công. Đó là cây kim. Ừ. À, quá dễ. Giúp người chẳng quản công. Thân em coi như là luồn lách để giúp. Thân em luồn lách. Có những cái bộ đồ đẹp để bận ha. Đúng rồi. Rồi, ok. Tiếp. Một không. Ừ. Rồi. Câu đố nữa đi. Đố này không biết, nhìn mắt cơ biết. Để mình đoán cơ này cơ nghĩ ra được không nha. Đố là có một cái đàn chuột đi ngang qua mà con nào nó cũng bị điếc hết. Hỏi bao nhiêu con? Đàn chuột đi ngang qua mà con chuột nào cũng bị điếc. Kêu nó chuột nó không nghe. Con nào nó cũng bị điếc hết. Chưa kêu là nó chạy rồi lấy gì nghe? Ông nó không nghe, bởi vậy nó không chạy, nó cứ đi ngang qua để cho mình đếm mà. Cái vụ án là nó từ cái chữ điếc đúng không? Lại nhấn mạnh là nếu nó đang chuột đi qua được rồi, làm sao biết được như con? Câu chuyện nó từ chữ điếc. Nó thuộc dạng mà gọi là âm thanh đó. Đó, nói chung là hiểu rồi. Âm thanh. Cái này nghe quen quen rồi. Mà nếu mà nó âm thanh thì phải đi với ánh sáng. Âm thanh là đó, điếc. Đó, giống như ánh sáng nè, đó. Đèn, nó đèn đuốc nè, đó. À, điếc là... điếc có nghĩa là cái lỗ tai nó bị hư đúng không? À. Cái này là nói lái nè. Không có, cái này không lái, không biết đâu. Con này nghe quen quen, có nghe rồi. Điếc là cái lỗ tai nó bị hư. Lỗ tai hư. Thôi thôi đi bà. Thôi biết rồi. Điếc là tai hư, bỏ chữ lỗ đi. Tai hư là 24. 24 là 24, 24 con chuột. Một đàn chuột đi qua mà bị hư tai là 24 con, chính xác. Hư tai là 24. Bị điếc cũng có nghĩa là hư tai, mà hư tai có nghĩa là 24. 24 là 24 con, chính xác. Có nghĩa là hai tá đó. Trời ơi, chuột mà nghe tá thấy ớn. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin về nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương, đã chia sẻ cho những chương trình của Loan và Lộc, và luôn mong nhận được like, share, subscribe từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.